dưới rồi. Vì Nam nhẫn quá trời nè. Nhẫn gì? Không có ham vui đâu. À, giờ đi xuống. Này á. Đừng có quay tụi tao mà đưa lên qua thế giới. Ủa, kìa nó xuống kịp không? Nha, chờ xe điện không? Ờ, hỏi anh nữa coi mắng trượt đi xuống đường nào á, tốt. Em ơi, cho hỏi thăm đi mắng trượt xuống đường nào với em. Có đang trăm mét nó cô xuống đường ngoài đó. Rồi, rồi, cảm ơn nha không? Dạ, dạ. Rồi, rồi, mắng trượt đi xuống dưới đây. Rồi, cảm ơn em. Người đi. Tầng đại trà mà. Ai cũng đẹp hết hả? Đúng rồi. Bà Bảy. Bà Bảy. Bà Bảy thu kìa. Vậy. Mai Phiên. Mai Phiên đại trà. Lên tivi. Người ta nói ra 100 thước nữa là cái máng trượt xuống đây nè. Ta hơi ra về đây nè. Qua chỗ này ra chỗ này. Ờ, cả trăm thước. Ra đây chờ giờ chỗ xe cái điện nè. Là nó ra khoảng 100 mét. Nói nghe thôi mình mua vé đây. Mua vé rồi tụi sao? Đây 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 mua vé ra. 15 trừ đi 2 là còn nhiêu? 3. Ông nội ơi, kế toán trường học. Bà trừ cho tôi đi rồi từ từ tôi chờ. Kế toán trường học à. Tao sợ mua dư. 13 15 trừ còn mấy? 13. 15 trừ cho 2 còn mấy? 13. Kế toán. Quay xong hết rồi đó. Quay về đẹp. Có ai lên trên đỉnh không? Xuống dưới rồi mới có. Đâu ở đây mẹ? Đâu đi ra múc ngoài kia là có cái dây cáp riêng ở ngoài kia mới lên. Trời ơi, cáp đằng kia cộng tè chứ không phải cáp. Ờ đó. Nên nhà ghe nhà. Ủa?
tính bỏ con giữa chợ hả? Ba. Đẹp quá. À. Đi Tây Ninh. Thank you.